bây giờ cái gì? Họ cầm cái cờ Mỹ, họ đứng lên, họ đòi cái hiệp định Paris đó anh chị. Rồi bây giờ mình là cái người ở trong nước, anh chị em nghĩ rằng Hằng có dám làm cái việc đó không anh chị? Hằng đâu có giàu có đâu, phải chỉ Hằng có mấy chục tỷ đô. Thì bây giờ mình kêu gọi họ đi xuống đường, họ cầm cờ Mỹ họ chủ hiểu vậy. Các bạn cứ ép người dân người ta, đẩy người dân người ta vào trong cái đường chết không phải. Cộng sản là nó cho người dân cầm cờ Mỹ đứng lên đòi cái hiệp định Paris. Cái đó là cái kế để mà đẩy người dân vào con đường tử mà không có lối ra. Chứ phải chi tử, phải chi chết mà có được cái mục đích, có kết quả rõ ràng của không nói. Phải chi thằng Donald Trump á, thằng Tổng thống Mỹ á, hả, nó công bố trên công luận rất là rõ ràng. Chỉ còn người dân người ta đứng lên, người ta đòi mọt, người ta phải chi mà thằng Donald Trump, mà thằng Tổng thống Mỹ á, nó đứng lên và nó kêu rằng á, là người dân miền Nam đứng lên và cầm cờ Mỹ đi. Bao nhiêu người, 10.000 người như vậy tao sẽ mở cái hiệp định Paris. Thì khi đó là bạn mới có thể là bạn đi cái con đường đó được. Donald Trump đã nói chưa? Ông đâu bao giờ ông nói về các ông đâu bao giờ. Nghe nhắc nhở cho tới cái hiệp định Paris. Ông đâu có hứa với người dân Việt Nam rằng là tụi bay cầm cờ Mỹ đứng lên tao sẽ mở lại. Mà bạn bắt người dân người ta phải hy sinh như vậy. Cái đó là cái điều ác. Donald Trump thương nước Việt Nam, muốn giúp nước Việt Nam có được cái thể chế tự do, nhưng chứ cũng chưa bao giờ nói rằng là người dân miền Nam Việt Nam đứng lên cầm cờ Mỹ đòi lại hiệp định Paris đi, là tôi sẽ mở lại cái hiệp định Paris ngay lập tức, đưa Việt Nam Cộng Hòa trở lại. Có chưa? Chưa bao giờ Donald Trump công bố. Thì dựa vào cái gì chúng ta chắc chắn 100% rằng người dân ở trong nước người ta cầm cờ Mỹ đứng lên là Donald Trump sẽ mở lại? Mà trong khi người ta cầm cờ Mỹ, người ta đứng lên như vậy thì thằng cộng sản đầu thai cho người ta đâu anh chị? Rồi cái hậu quả sau lưng của cái việc thương vong đó ai người ta gánh hả, suối người ta ăn cứt gà chiên ha, rồi người ta chết chóc, người ta thương thơ mẹ già con mẹ già con thơ đó ha, không ai chăm sóc chúng ta, có khả năng để chúng ta bảo bọc gia đình người ta hay không ha anh chị em? Phải chi đến chừng nào mà Donald Trump nói rằng là đô chừng nào Donald Trump nói rằng là tụi bay dân miền Nam ở trong Việt Nam cầm cờ Mỹ đứng lên thì ta sẽ mở được cái hiệp định Paris, thì khi đó mình mới làm cái việc đó. Còn trên thực tế ông có hứa không mẹ gì đâu, đó là cái việc của vài ba người, người ta bị bệnh ảo tưởng ha, người ta bị bệnh ảo tưởng rồi người ta mở. Nó nói những thứ người ta chính nó đòi nói chuyện với ông này ông nọ, kêu ông này ông nọ phải xuống để bọn nó lên. Cái con này cũng không có phải là người Việt, không phải người Việt Nam chúng ta, nó là người Tàu. Chứ không phải là người Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà nó nói tiếng Việt chúng ta để cho nó có một cái người Việt Nam mình dễ hiểu hơn. Nhưng còn thật sự nó không phải là người Việt Nam, nó là người Tàu. Thì thường thường ở những người mà gọi là tự do dân chủ mà ở hải ngoại để chống phá đất nước Việt Nam chúng ta thì đều luôn lúc nào cũng nói là tự do ngôn luận. Nhưng mà nếu người kiều bào nào mà ở ngoài hải ngoại mà lên tiếng binh vực nói về đất nước Việt Nam sống sung sướng hay là giàu có là tuyệt vời thì bọn nó ghép người ta vào coi như là cộng sản nằm vùng, cũng như anh Lợi Minh đây, có mặt anh Lợi Minh đây à, ví dụ như bây giờ chị Lisa Nguyễn cũng vậy, sau này nó sẽ ghép tội vào, nó kêu là anh cái chị Lisa Nguyễn này là Việt Cộng nằm vùng.
thì cũng rất là nhiều anh chị em ở ngoài hải ngoại, bà con ngoài kiều bào yêu nước. Nhưng mà nếu so ra thì cũng như bây giờ như anh cầm cũng vậy, đúng cho anh cầm là Việt Cộng nằm dùng, nhưng mà anh cầm cũng nói rõ là anh cầm ngày xưa đã cũng đã từng tham gia quân lực Việt Nam Cộng Hòa đấy. Nhưng mà người ta khôn hơn, tại vì những người mà họ đã bên Việt Nam Cộng Hòa nhưng mà họ nhìn được cái sự thật cái đất nước Việt Nam thì người ta nói đúng, thì là nó cho những người đó người ta nói sai. Những người mà ở hải ngoại đều yêu nước về Việt Nam, không bao giờ qua bên đó dám nói thật, thì mình cũng thông cảm được cho họ. Tại vì có nhiều người thì nếu qua bên đó nói Việt Nam tốt đẹp thì là nó cứ đàn áp miết họ, làm ăn không có được, bọn nó khốn nạn tới mức độ đó. Kể cả mà cái người Việt Nam mình thì ở bên Mỹ trước năm 71, trước năm 71 Thanh Thanh có quen một người chú đó. Chú nói là ở Việt Nam ngày xưa chú qua thì trước rồi, nhưng chú cũng là thuộc dạng bên, cũng là bên quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà chú thấy không ổn thì chú đi qua bên đó chú ở. Nhưng mà tới sau qua bước năm 76 thì chú kêu là ở Việt Nam qua rất là đông, nhưng mà qua bên đó đó Tàu cũng đông chứ không phải Việt Nam. Nhưng mà người Tàu nói thì nói như vậy, người ta cũng chưa có mắc dạy giống cái người Việt Nam mình. Cái người Việt mình qua bên đó bảo kê đó. Rồi chia ranh giới địa bàn làm đại ca cúc chích xì ke, nói chung không có môn nào không có hết. Chú năm nay chú 83 tuổi, chú đã về Việt Nam. Chú nói chung ra ở người Việt Nam mình ngày xưa cũng chính người Việt Nam mình, cái người Mỹ người ta rất đàng hoàng, người ta không biết cái mưu mô xảo quyệt chính cái con người Việt Nam của chúng ta qua bên đó định cư, chính chúng ta đi dạy những cái trò hư tật xấu, ăn cắp ăn trộm. Đó là người Việt Nam chúng ta. Bởi như thế hèn chi mỗi con người chúng ta đi ra một cái thế giới mà chúng ta làm ô nhục về cái danh dự đất nước, cái người Việt Nam chúng ta. Thì hỏi như thế, có ai có trọng mình nữa hay không? Rồi những kẻ đó hiện tại như thế nào? Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đòi đưa về Việt Nam. Những kẻ gọi là phá, em Đào chào anh Đoàn Như Lân, thì chuyên gia chống phá đất nước, chính đất nước của mình, cái người mình không yêu đất nước của mình, thì hỏi bây giờ mình đã bước qua đất nước ở hải ngoại bên Mỹ mình sống, người ta sẽ đánh giá mình chính đất nước của mình mà mình coi không ra gì thì đất nước người ta cũng như thế nào. Cái người Mỹ người ta đánh giá khác hơn những người mình, tại vì có người quen cái người chú ở tiểu bang bên cái gì chú kêu là Nodaro gì của Mỹ á, chú về Việt Nam chú sống luôn, hiện tại là chú sống luôn ở đây rồi, ở bên Nhân Trạch, chú mua nhà đất bên Nhân Trạch chú ở. Chú nói trước trước đó thì người Mỹ rất rất là đàng hoàng, nhưng mà sau này người Mỹ rất đếm túi từ cái con người Việt Nam mình cho họ thấy, chứ không phải riêng mình là ai.
Bởi như thế đó mà mình hiện nay những kẻ đứng sau lưng mà để chống chọi cho, để đầu độc cho những kẻ mà ở trong nước này, phá hoại trong nước này thì nó rất là nhiều. Những kẻ ở ngoài ngoài nước xúi giục, rồi những kẻ trong nước không hiểu được, không biết được, vì ham danh ham lợi phá hoại đất nước thì cái người trong nước bị ở tù, còn những kẻ mà xúi giục đó nó ngồi ở ngoài nước, nó há miệng cười phú phê. Chứ còn theo lời chú nói là ở bên đó hiện tại bây giờ chú cũng có đi qua đi lại, chú kêu những kẻ chống phá ở ngoài đó bây giờ nó cũng còn một ít nào thôi, người ta cũng không còn tin nó. Nó không còn bao nhiêu. Nhưng mà hiện nay là phá hoại nhất, nhiều nhất là những người hiện tại là bên cái lũ Việt Tân. Nó có một cái thế lực ở ngoài đằng sau để đưa tiền cho nó đó chống phá. Thì nói như thế thì trong nước toàn bộ những anh chị em ở trong nước đều hiểu được, chỉ những người ở ngoài nước họ không thấy được, thì chúng ta mới lên một cái diễn đàn chúng ta nói mong bà con ở ngoài hải ngoại họ nhìn được cái sự thật. Em chào chị Ngô Phương. Còn không phải chúng ta ngồi đây mà chúng ta nói một cái thế lực nào, nếu anh chị em nào nghe lời những kẻ phản động chống phá đất nước thì những người đó phải chịu chịu hoàn toàn đối với pháp luật. Còn tại sao những kẻ sợ đất nước Việt Nam chúng ta mà nói về luật an ninh mạng là chống đối, không muốn cho đất nước chúng ta là lập ra cái luật an ninh mạng hiện nay? Nếu đất nước Việt Nam tới ngày 1 tháng 9 lập cái lịch ra quyết định luật an ninh mạng thì bọn chúng không còn con đường để chống phá về đất nước Việt Nam, thì bọn chúng sẽ rất là khổ. Không phải khổ mà còn không có con đường binh, vì lúc đó những kẻ nào dám nhắn tin điện thoại nha, về cái điện thoại kể cả Facebook hay hoặc là cái Zalo sẽ dính vào hết. Thì những kẻ nào ở trong nước đã từng biết thì không còn một cái thông tin nào để đưa ra ngoài cho những kẻ ba sọc kia. Thì cái lũ ba sọc kia là sợ như thế nên nó phản hồi. Nhưng mà cũng nói cho cái lũ ba sọc nghe, các bạn không có đủ tư cách, cũng không có quyền hạn gì ở đây quyền quyết định là nơi do nhà nước Việt Nam quyết định, chứ còn các bạn không có quyền hạn nào, mà kể cả không có một cái ông tổng thống nào có quyền quyết định. Tôi nói cho các bạn hiểu điều đó, chứ các bạn đừng có mượn ông Donald Trump hay là ông này ông nọ lên đây, không có ai can thiệp. Đất nước của tụi tôi, an ninh quốc gia của chúng tôi là chúng tôi có quyền quyết định, chứ không có ai nào. Chúng tôi đây không có sợ bất cứ một người nào nhé. Chúng tôi muốn hòa bình chứ không muốn giống cái lũ các người tối ngày chống phá đất nước. Mang tiếng thì nói yêu đất nước nhưng mà thật sự
lũ Ba Sọc đấy không có làm gì cho đất nước này được cái gì hết. Còn thậm tệ nhất là cái lũ ở trong nước, những con chó gọi là làm biếng ở trong nước này, ham ăn nhát nhát làm, nghe lời vì dài 300 ngàn có thể 1-2 triệu bạc mà chống phá lại đất nước mình. Còn riêng bản thân của Thanh Thanh thì đã nói rồi rất là nhiều, chúng ta lên đây, chúng ta lên cái diễn đàn này để phiên nhủ, mong mỏi những người ở trong nước, ngoài nước họ nghe được, để họ có một cái nhìn nhận cái đúng cái sai. Chứ còn chúng ta lên đây không phải là phe nhóm ai hết, chúng ta yêu một đất nước của chúng ta thì chúng ta là lập luận đúng, mình nói đúng, đúng theo đường lối của Đảng nhà nước thì chúng ta cứ làm, không có ai có quyền cấm chúng ta, chỉ trừ khi chúng ta giống cái lũ Ba Que chống xuyên tạc, chống tầm bậy tầm bạ thì cái đó là bị mới bị cấm. Còn chúng ta lên đây, cái tiếng nói của chúng ta theo một cái tư cách đúng đắn thì không bất cứ ai nói chúng ta cũng như Thanh Thanh nó rất nhiều mấy cái người và hiện tại chống phá nó cũng rất là xem sao, nó cũng chia ra cũng như người này thì nó cái này người kia nó cái kia, để coi như là nó xé ra chúng ta không thể tập trung, cũng như là ngày xưa đánh giặc là ông cha chúng ta là có cái sở trường đánh du kích, thì hiện tại á cái lũ Ba Que này nó cũng sử dụng cái chiêu trò du kích đấy, nó kích động đầu này nó kích động đầu kia, nó vô chỗ này nó nói xấu chỗ này, nó vô chỗ kia nó nói xấu chỗ kia đó, cái chiêu trò của tụi nó rất là siêu sao. Cái thứ nhất là nó xé tan ra, nó vẫn chung nhưng mà nó xé tan ra để nó đánh lạc hướng chúng ta. Thì Tân Thái bên đi chột, Đào Minh Quân đi sa phạm, thì toàn bộ là một phe phái của tụi nó, chứ không phải là riêng bọn nó giả giờ bọn nó chửi người này chửi người kia, nhưng thật sự ra cái lũ của tụi nó cũng là một cục thôi chứ không có cái cục thứ hai. Nhưng mà cái đường lối của tụi nó đi là hầu như giống nhau, không bao giờ sai lệch. Em chào chị Phương Nguyễn, em chào anh Trần Văn Lực. Thì riêng cái bản chất của cái bọn tụi nó muốn phá hoại của đất nước chúng ta là những cái gì gọi là tốt, nó muốn làm cái gì để cho đất nước mình bớt đi. Thì ở đây tôi cũng nói thẳng cho quý vị nghe, lớn nhất là cái lũ Ba Que, còn trong nước tụi tôi thì ai cũng đều biết. Quý vị ăn cái đồng tiền của ai để không muốn coi như là ở Việt Nam mở đặc khu kinh tế, thì tôi nói cho quý vị nghe, tôi đều biết hết. Quý vị đừng có nói tàu, nhưng mà chính quý vị là ăn tiền của mấy thằng tàu đó,
chỉ có mấy thằng Tàu đó không muốn Việt Nam để phát triển đúng không? Nếu mở cái đặc khu kinh tế thì cái thằng Tàu đó chết đúng không? Có đúng không cái lũ Ba Quang? Tôi lên đây tôi chửi nguyên cái dòng họ của Ba Que, tôi nói cho lũ Ba Que anh em, các người ăn tiền cũng có tụi nó rồi đúng không? Chỉ có các người sợ tụi nó chứ nhân dân Việt Nam chúng tôi yêu đất nước này chưa biết sợ bất cứ một người nào hết. Chúng tôi yêu hòa bình, chúng tôi yêu tự do, nhưng chúng tôi không sợ bất cứ một kẻ nào gọi là mạnh nhất ở trên thế giới này, chưa hề sợ nhé. Không có thằng nào mạnh hết, các bạn nhớ điều đó. Cho dù các bạn to con, các bạn cỡ nào không cần biết, các bạn tới nhà tôi xâm phạm bất hợp pháp, tôi có quyền đánh các bạn. Các bạn nhớ điều đó. Chúng tôi không khiêu khích bất cứ thằng nào, mà chúng tôi cũng chả sợ thằng Tây thằng Lào nào cả. Tại vì ngày xưa ông cha chúng tôi, cái vũ khí đơn sơ, thô sơ lắm. Đánh thằng Pháp chạy, mất dép luôn. Rồi thằng Nhật đó. Rồi thằng Hàn đi đánh thuê cho Mỹ đúng không? Tôi nói cho quý vị nghe, quý vị phải nhớ kỹ những cái điều là chính cha chú quý vị đem đem những kẻ ngoại bang về nhà. Chứ còn quý vị đừng có bao giờ ngồi đây quý vị lên trên mạng quý vị ra rã kêu là miền Bắc cướp miền Nam. Tôi miền Nam đây, nhưng kể cả nguyên cái đồng bào miền Nam đều đi ra ngoài Bắc hết, để đi học làm gì? Đi học về đánh những cái lũ mà ăn trên ngồi trước, cái lũ bán nước cầu dinh. Nên quý vị đừng có bao giờ nói một cái câu Việt Nam này bán nước, chưa bao giờ bán trai, chỉ có hợp tác làm ăn. Chứ quý vị đừng bao giờ lên cái luôn luôn nào bán cho nào, chả bán cho thằng nào hết. Thằng Mỹ, thằng Pháp, thằng Tây qua đây cũng chỉ cho thuê thôi, chứ còn không có. Thằng Tàu cũng thế thôi, chưa bán trai. Nhưng mà cái lũ các người á, ở bên kia kìa, cái sủa ra rá về kêu là đất nước Việt Nam đã bán cho Tàu Cộng. Chúng ta phải nhìn một cái sự thật chứ, chúng ta đừng có bao giờ nhìn theo cái kiểu mà ô hợp như quý vị. Chào Trần Minh Mẫn nha, lâu lắm rồi nghe Trần Minh Mẫn.